xưa nhà cũ từ đường của chú Nghĩa Linh á, thì không biết vì sao mà bị công an rồi ngân hàng tới xiết, và lúc hoàn cảnh nó như thế nào cô kể lại chi tiết rõ cái hoàn cảnh nhà từ đường bị xiết rồi cái trạng thái của chú Nghĩa Linh lúc đó như thế nào. Đứng đầu hẻm khóc thôi, không biết năn nỉ ai hết, chỉ đứng nhìn nhà mà khóc thôi. Ai đứng? Nghĩa Linh. Chị đứng nhìn nhà khóc thôi, rồi cái là công an làm việc xong hết rồi, cái là đi ra bắt tay Vũ Linh, cái Vũ Linh rớm rớm nước mắt, rồi Vũ Linh không nói gì hết, rồi Vũ Linh không thèm vô nhà nữa luôn, đi luôn về dưới đây, đó là thời gian, rồi cái là Vũ Linh cũng về đó, là ai có nghèo khổ thì Vũ Linh giúp cho. Nhưng mà trong cái giúp của Vũ Linh là bí ẩn lắm, không ai hiểu biết được đâu. Đó. Nên là con Hồng Nhung mến rồi, giờ nó ỷ lại cho nên nó biết anh ấy như vậy. Con hỏi lại thêm cái phần nhà từ đường lúc đó đó là đông người hôn hay là sao cô, là không nhà từ đường đó cô? Nhà từ đường đó thì lúc đó thì có mình vợ chồng ba mẹ của thằng Mỹ ở đó. Rồi lâu lâu cái như vỗ quải gì đó thì tập trung về, thì không biết là cái lúc đó bả như thế nào mình không biết, trà trộn về xin vô ở ai thời vô ở luôn. Xã Bà Hậu, xin vô ở vậy luôn. Vũ Linh cũng chấp nhận cho ở. Yeah. Sau cái thời gian cái là ở xong rồi không biết nó làm cái chuyện của nó làm sao không biết, mà nó dụ dỗ Vũ Linh nó sửa nhà, làm đơn nó sửa nhà này nói, kia. Nói với Vũ Linh là cái này là muốn sửa là cái sửa nhà cho nó đẹp này kia đã. Vũ Linh nó nghĩ rằng là này lúc này nó đổi tánh rồi. Dạ. Đâu có ngờ là nó đi cầm nhà. Là chú Vũ Linh nói bị dụ ký vô một cái tờ giấy để đi cầm nhà mà chú Linh không biết luôn. Rồi sau cái là nói chung rồi sau cái thời gian đâu mà nghe nói là khi mà cầm cái nhà đó rồi là bắt đầu nó ít về nhà lắm. Thì bắt đầu Vũ Linh tình nghi rồi. Tình nghi rồi cái thời gian đó cái là nghe xóm sáo xóm nó thôi chết rồi, cô Hồng Nhung này nó cầm ở nhà này nhiều tiền lắm đó. Rồi là thời gian sau cái là thấy ở ủy ban phường nó gửi giấy xuống mấy lần, rồi cái là thời gian nữa thì ngân hàng xuống 5-6 lần. Bắt đầu kết hợp lại ủy ban, ngân hàng, rồi công an quận nữa. Đó, xuống là bắt đầu là vô mời nói chuyện với Xã Bào á, nói chuyện xong đâu đó rồi là Vũ Linh về tới, thì nó thấy những cái cảnh tượng như vậy, nó vừa xấu mặt mà nó vừa ấy, nó cứ đứng lấy cái nâu nó kéo sụp xuống cái tội đó, mà chỉ biết khóc xuống mắt luôn, chỉ biết khóc rưng rưng thôi. Rồi khi người ta làm việc xong rồi là nó ra nó cũng bắt tay đàng hoàng, rồi nó lên xe nó đi về nhà nó, chứ nó không thèm vô đó. Nó về nhà đó là cũng bà con ở đó người ta mua lại, người ta xây lại, người ta cho mướn. Bây giờ nhà đó là của người khác rồi. Của người khác rồi sao Hồng Loan còn ở đó mà? Đâu, nhà từ đường ở xóm trái nè. Xóm trái này hả? Xóm trái này. Nhà từ đường ở xóm trái hả? Còn nhà này là của Vũ Linh, của cha con nó thì không bao giờ. Không bao giờ đâu. Nhà đâu? Vậy hồi này cô nói là cái nhà xóm trái này hả? Dạ, xóm trái này. Chứ không phải nhà này. Nhà xóm trái là bị cô Sáu cầm hả? Cầm rồi người ta mua rồi. Người ta mua hết rồi. Chứ còn bị nhà đầy là bây giờ là Vũ Linh đã nói rồi, nhà đó là dù là quyết định của Hồng Loan, ai khổ Hồng Loan chứ chứ. Nhưng cái chứa của Hồng Loan là phải dòm nó, chứ không phải là ai cũng chứa được.